Rồi, đầu tiên sẽ thanh lý một con góc phone 2 người. Con này tình trạng á là bị lỗi cam nha. Này em sẽ cho người xem. Giá bán là 2.950 thôi. Đó, cam kết trước thì không được nè, mọi người thấy không? Chip á sẽ nó đã gần á là 855 rồi. RAM á sẽ là RAM 8GB, 428GB, màn hình 120Hz nha. Đó, 2.950, góc phone 2. 2.950 lỗi camera rồi. Rồi tiếp theo sẽ là Samsung Galaxy Note 8 nè. 2.8 nha. Con này bạn Mỹ sẽ là chip Snapdragon 835 rồi. Đó, con này sẽ là RAM 6GB. RAM 6GB rồi. Bộ sẽ là 64GB nha. Màn hình độ phân giải là 2K. Màn hình cong mọi người, rất là đẹp nha. Note 8 máy thì cũng còn ok rồi, không bị lỗi gì hết nha. 2.8 thôi. Samsung Galaxy Note 8 2.8 rồi. Đó. RAM 6 bộ 64GB màn hình 2K, bản Mỹ chip 835 2.8. iPad thì em vẫn còn nha. Đây, iPad màu đen là 7.6 nha. Pin 100% là 7.9 rồi. iPhone iPad cho bạn Lam Hạ ơi. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là đây. Còn Redmi K40 Gaming 6.2. Đây còn có hộp, một con có hộp, một con có hộp với sạc nè mọi người thấy không? Đó. Redmi K40 Gaming nha. Đây. RAM sẽ là 12GB. Bộ nhớ sẽ là 128GB. Đó. Chip xử lý Snapdragon Dimensity 1200, màn hình 120Hz, 6.2 người. Redmi K40 Gaming 6.2. Em có một cây màu bạc, một cây màu đen. Đó. Có 11 thanh lý nào không? Dạ em chưa có nha. Zenfone 2 13.5 nha. 13 thì đã trang bản hàng. Có iPad màn hình sọc giá rẻ không à? Dạ em cũng chưa có luôn nha. Sao mình gọi điện không được? Bên em vẫn gọi bình thường mà. Còn anh gọi lại giúp em nha. Bên em vẫn nghe điện thoại bình thường mà. Rồi tiếp theo sẽ là iPhone 12 quốc tế Mỹ nè, 128GB nè mọi người. Đó, để em coi pin còn nhiêu. Pin là còn 88% nha. iPhone 12 17.800, pin 88%. Máy thì cũng còn rất là đẹp nha. Bản Mỹ nha mọi người. Đó, máy có hộp, không có phụ kiện. Bên em thì có sao bao vậy nha. 17.800. Bạn Lâm Hạ, iPhone iPad màu đen á là 7.6, còn pin 100% á là 7.9 nha. Đó. Quỳnh Tấn iPad 7.6, 7.9 là màu đen nha. Còn màu màu vàng á là 8.2. Đây em có một cây màu vàng nè. 8.2. Đó. 8.2 rồi. Pin 92%. 256GB á là 9.1, pin 84. 512GB á là 9.5, pin 84 luôn. Đó. Đó, 512GB cũng có nha. Màu đen cũng có nè, màu đen 26GB nè, 8.7 nha. Pin 89%. Có iPhone đi thanh lý không? Dạ em chưa có anh ơi. Anh ơi em mua con K40 Gaming, dạ anh gọi số điện thoại hotline luôn giúp em nha. Hôm nay bên em giới thiệu là hai con Zenfone 3. Bạn hai sim. Đó. Hai chỉnh cái thêm gì kỳ ta. Zenfone 3 hai sim 5G rồi. RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB nha. Zenfone 3 đó. Này. Zenfone 3 máy gần như là đẹp 99% rồi. Màu đen hai con luôn. Samsung Việt Nam 19.600, cái siêu gì vẫn còn mọi người. Đó. 19.600 nha. Zenfone 3. Em về được hai con màu đen nha mọi người. iPhone XR em chưa có hàng nha anh ơi. Này, 19.600. Máy thì rất là đẹp. Không có điểm gì để chơi. Đó mọi không, rất là đẹp nha. S2 Plus em hết hàng nhanh ơi. Đây tiếp theo sẽ là một con Samsung Galaxy Note 20 bản 2 SIM chính hãng nha. Samsung Galaxy Note 20 bản 2 SIM chính hãng nè. À, RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 256GB. Con này thì màu xanh min, giá bán là 7.2. 7.2 rồi, đó. Rất là đẹp nha. Em có một cây bản Mỹ đó rồi. Bản Mỹ sẽ được 2 sim và được chip Snapdragon 865 LED nha. 2 sim mọi người, đó. RAM sẽ là RAM 8GB, 128GB. Giá bán là 7 triệu nha. Bản Mỹ sẽ là 7 triệu. Bản hàng em cũng có rồi. Bản hàng là 6.450. Đó. Cây màu hồng là cây gì vậy anh? Đây cây màu hồng đây. Samsung Galaxy Note 10 2 sim bản Việt Nam nha bạn ơi. Note 10 bản Việt Nam. Con này có vân tay cho màn hình. Đó. Này, Samsung Galaxy Note 10 2 SIM chính hãng. RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 256GB và giá em sẽ bán là 4.9 nha. Em sẽ bán giá là 4.9 nha mọi người. Đó. Lên S22 Ultra 2 SIM hả?
Hình như em hết S21 em hết hàng rồi nha. Rồi tiếp theo sẽ là một con Xiaomi Mi 10S nè. RAM 8GB, bộ sẽ là 256GB. Chip xử lý sẽ đã gần 870 nha. Đó, màn hình 120Hz AMOLED nha mọi người. Camera chính sẽ là 108MP. Giá bán là 7,6 triệu. Máy thì cũng còn khá là đẹp nha. Đó. 97-98%. Loa của Harman Kardon cương chỉnh nha mọi người, 7,6 triệu nha. Note 20 Ultra sẽ bán giá là 10,2 triệu bản hàng. Bản Mỹ sẽ là 11,8 triệu. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là Samsung Galaxy Note 10 Lite 2 SIM chính hãng, RAM 8 128GB, 4,1 triệu nha. Đó. iPhone lên vỏ 11 giá bán là 8,6 triệu nha bạn ơi. Nó thay mua cha bản Mỹ em có nha bạn Thiên Bảo, giá bán sẽ là 11,8 triệu. Đây, tiếp theo sẽ là Samsung A22. Đây, A22 RAM 6, bộ nhớ là 128GB nha. Màn hình 90Hz. Giá bán là 3,350 triệu. Samsung A22 XG hiện tại bên em đang hết hàng nha. XG thường thường bán giá là 5,5 triệu nha. Rồi tiếp theo sẽ là Samsung A52 5G. Đó, A52 5G mọi người. RAM sẽ là 8GB, 128GB, 4,6 triệu nha. Màn hình 120Hz. Đây, chip mắt là một loại màu đen nha. Chip mắt màu đen là 7,6 triệu, pin 85, pin 100% là 7,9 triệu nha mọi người. Đó. Còn iPad màu vàng á, đây 8,2 triệu là 64GB, 256GB là 9,1 triệu, 512GB là 9,5 triệu nha mọi người. Đó, iPad. Còn đây là màu đen 256GB, iPhone iPad pin 89, 8,7 triệu nha. 13 Pro Max hả? 13 Pro Max em còn còn không? Hình như em hết luôn rồi, 13 Pro Max. Hôm qua em có được 2 cây mà em bán rồi mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là một con là Poco X3 NBS. Poco X3 NBS chip sẽ lý sẽ nó là gần là 732, màn hình 120Hz, RAM 628GB, pin là 5100 mọi người. Đó, màn hình 120Hz nha, 3,150 triệu mọi người. Bên em bảo hành 3 tháng 1-1 nha anh ơi, anh Nguyễn ơi. Rồi, Oppo A90, là như Oppo A91-92 không ta, em coi thử. Oppo A92, RAM 828GB, 2,950 triệu. S21 em hết hàng rồi. S21 mấy bữa nữa mà có XG em có con cây nè. Đây, XG em có con cây 128GB 5,6 triệu nè. Hồi nãy có bạn nào hỏi nè, iPhone XG. Này. 128GB 5,6 triệu bản Vina chính hãng nha. Và quốc tế nha mọi người, bao quốc tế trên diễn cho mọi người xài luôn. Bản chính hãng. Pin con này đã hay rồi mọi người. Đó, tình trạng bên em này có sao có vậy, pin hay rồi nha. Đó, pin hay rồi. Một bản Vina luôn rồi. Bản chính hãng mình luôn, giá bán là 5,6 triệu nha, 5,6 triệu rồi. Có điện thoại có con nào 1 triệu không shop mua cho bà già dùng gọi Facebook? Dạ em không có nha Lơi Tức Thắng thôi, em có điện thoại là dưới 1 triệu mà. iPhone 11 Pro 256GB 10,800, 10,900 với con này màu xanh. Đây, 11 Pro 256GB nha, pin sẽ là còn 84% rồi. Giá giáp phâu à, giáp phâu bên em bán giá là 13,800 nha anh. Bản giáp phâu 3, còn giáp phâu 3, giáp phâu 2 chứ. Giáp phâu 3 là 19,600 bản chính hãng. 11 Pro 256GB quốc tế, 10,900, pin 84 nha mọi người. iPhone X em hết hàng nha. XS thì em còn một cây nha. XS thì em còn pin 86%, 5,950 màu gold nha mọi người. iPhone XS 64GB quốc tế. Quốc tế Mỹ luôn rồi. Đã lên iOS 16 nha mọi người, 16.2 luôn, mới nhất luôn mọi người. Đó. Pin là còn 86% nha. Rồi, bên em sẽ bán giá là 5,950 iPhone XS nha. Con này thì cũng còn khá đẹp nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là iPhone 11. Đây. iPhone 11 quốc tế 64GB mã Mỹ nha. Pin 100%, 7,650. Con này pin hay rồi mọi người. Đó, pin hay rồi nha. 7,650. Rồi, tiếp theo sẽ lên một con là K40. Redmi K40 chip series nó là gần 870, RAM 8, bộ nhớ là 128GB nha. 5,950, màn hình 120Hz rồi. 13 Pro em cũng hết hàng rồi nha. 13 Pro em cũng hết hàng rồi. Rồi, tiếp theo sẽ là
lên tiếp mẫu mới rồi. À, Redmi Note 11 đó, các bạn nào hỏi nè. Redmi Note 11 nè, này Redmi Note 11. RAM 628GB. Đó, 3,5 triệu, máy thì còn rất là đẹp nha. Gần như là 99%. iPad Gen 7 em hết hàng rồi nha. Rồi, sẽ qua bên đây xíu. Đây là Samsung A21s nha, con này pin 5000 rồi. Con này sẽ là RAM 3GB, bộ sẽ là 32GB. Pin 5000 khá là trâu luôn. Đó. 2,3 triệu Samsung A21s. Rồi là Samsung A12 cũng là pin 5000, RAM 4, bộ nhớ là 128GB nha. Samsung A12. Con này sẽ bán giá là 2,4 triệu mọi người. 2,4 triệu nha. Mấy con này thì xài khá là bền, hai sim chính hãng. Rồi tiếp theo sẽ là một con là Samsung A50. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Màn hình là AMOLED có vân tay trong màn hình nha. Và giá con này sẽ bán là 2,250. K40 sẽ bán giá là 5,950 nha bạn ơi. Z Fold 2 bên đây bán giá là 13,800. Rồi tiếp theo sẽ là một con là con này cũng A50. Hai con này A30S. A30S RAM 464GB luôn. Màn hình cũng là AMOLED có vân tay trong màn hình. 2,3 triệu nha. S22 Ultra hiện tại bên em đang hết hàng nha. Rồi lên một tiếp là con Realme V3, không phải con đèn Realme nữa. Không ta, Realme V25G chip Dimensity 800U, RAM 4, bộ nhớ 128GB, màn hình sẽ là 90Hz nha. Đó, đem con màn hình có phải 90Hz không? Rồi ta, không nhớ nữa, đem con màn hình bao nhiêu Hz? Đây, ô con này màn hình 120Hz người. Màn hình con này là 120Hz nha. Và con này sẽ bán giá là 2,5 triệu người. 2,500,000. Realme V2 5G, màn hình 120Hz. Đó, này, như em không là của anh. Con này có 5G luôn, 2,5 triệu nha. Dimensity 800U. Đó, trả góp như thế nào hả? Trả góp mọi người chỉ cần chứng minh nhân dân với bằng lái, hoặc là chứng minh nhân dân với hộ khẩu, hoặc là thẻ căn cước có gắn chip nha mọi người. Đó là trả góp được nha. Yêu cầu trên 18 tuổi và 0-6. Samsung A31 pin 5000, RAM 628GB, 2,9 triệu người. 11 của mắt tầm giá là 11,900 nha. 11,800 em cũng có nha mọi người. S10e bản Mỹ, RAM 628GB, 3,6 triệu nha. Chip Snapdragon là 855 người. S10e bản Mỹ nha. Đó. Con này nhỏ gọn, cấu hình cao. Cấu hình bây giờ cũng còn khỏe nha mọi người. Rồi, còn đây là S10 bản Mỹ nè. S10 bản Mỹ sẽ có là màu trắng, màu xanh, màu đen. 4,750, RAM 828GB. RAM 828GB nha, S10 bản Mỹ. Đó. 4,750. Samsung Note 10 bản hàng 4,8 triệu rồi, RAM 12 bởi 26GB. Bản Mỹ cũng có luôn nha. Bản Mỹ bán giá là 5,5 triệu rồi. Chip Snapdragon là 855 nha. Bản Mỹ là chip 855 rồi. Đó. A50 bán cho mình nhé. Anh mua anh gọi số trực tiếp hotline giúp em nha. Đây mọi người nè. Đây mọi người lưu hàng lưu ý giúp em. Lưu ý nè, chỉ giao dịch một số tài khoản ngân hàng là Hà Quốc Minh, Vietcombank 97168 5 con số 9. Mọi số tài khoản khác là lừa đảo mọi người. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Số điện thoại là 0774696833, 0703747474. Bên em bán hàng ship hàng toàn quốc và ship hàng toàn quốc rồi, cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Đó, là ship code rồi. Bảo hành 3 tháng một đeo bọc, không bảo hành game nước cứng đỡ màn hình, có hỗ trợ góp không cần trả trước rồi. Đó, mọi người cần thì phải liên hệ ba số hotline giúp em nha. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là đây một con Note 10, con này bản hàng 6,8 triệu, còn bản Mỹ là 6,9 triệu rồi. Em có màu trắng, màu đen, màu đa sắc, màu xanh. 11 Pro Max 17,3 triệu người. Đó, 17,3 triệu. Review con Note 10 bản Mỹ hả? Không biết còn pin không ta? Hết pin rồi. Không còn sạc pin, bữa nay mình sẽ gửi. Con này sẽ là RAM 8 và 26GB. Chip sẽ gần 85 nha. Camera chính 12 cấu cell. Camera góc cộng cũng là 12 cấu cell. Còn camera tele sẽ là 16 cấu cell. Đó. Màn hình cong. iPhone 8 4,3 triệu, 26GB. Pin 100%.
Còn màu đỏ là 64GB 3.350. Bên em ship tỉnh mọi người, có ship toàn quốc nha. 12 Pro Max 256GB 18.300. iPhone 11 inch nhỏ nha, pin 88 là 8.6. Đó. Pin 100% là 8.950. iPhone 13 16.500, pin 98 256GB nha. iPhone 12 Pro 512GB 15.800. iPhone SE 64GB 3.9 nha. Còn pin 84 là 3.7 mà. Đây. Note 20 Ultra bản hàng sẽ là 10.200, bản Mỹ sẽ là 11.800. Note 20 Ultra này. Chip xử lý sẽ là gần là 8.5 rồi. Đó, em có 3 màu luôn. Cam ga sẽ được 5X nha, góc rộng nè, F1, F2 nè. Rất là rõ nét mọi người. Không, hay được số 36 luôn không? Khá là rõ nét nha. 11.800 rồi. 3 màu. Còn nó 20 bản hàng nè. 6.450 gam 8 26 GB, chip sẵn là gần 865 luôn. 5G, nó 20 bản hàng 5G. Rồi, em sẽ lên tiếp nè. Oppo Reno 7 4G 5.5 triệu nha, full box. 11 Pro Max 64GB 12.800. Z Fold 2 14.800 màu đen nha. Hai sim. S21 FE 5G 7.9 mọi người. S21 FE 5G 7.3. Oppo Reno 4 Pro 5G 4.750. Samsung A52 5G 4.6. Oppo Reno 7 Pro 5G 11.900. Oppo Reno 7 5G 6.950. Note Samsung A12 2.550. Galaxy S6 Pro 11.300. LG V 3.6 rồi, nó có 3 màu luôn. 3 màu nha. 3.6, 8. 128GB. S21 5G bản Mỹ 8.3, RAM 8, 128GB 2 SIM. Còn con này thì nó bị xước miếng phim 7.5 triệu nha. Nó thay môn cha 10.200 bản hàng, bản Mỹ là 11.800 nha anh ơi. iPhone 8 Plus 4.6 nha. Đó. 256GB với một pin 100% là 5.3 triệu. Nhớ clip 2 rồi 8.2 triệu. Vivo i33s 3.850. Vivo V23e 3.550. 11 Pro Max 26GB 12.300. Cái này cái sơn bị chóc sơn mọi người. Đó. Còn 12 Pro Max máy bình thường 9798 pin 100% 14.200. Redmi 10 3.250 gam 6 nha. 128GB. Oppo A95 3.850. Redmi Note Redmi 9T gam 6 64GB 2.650. Redmi 9 đó mọi người. Còn đó là Redmi 9T nhé. Mi 9T chứ. K20 mọi người. F10 bản Mỹ 4.450 nha. Pixel 4 3.6 mọi người. iPhone 11 Pro 9.8 nha. Pin 84. Kỳ Note 6X 5G 4.5 triệu. Full box. Mi 1T 26GB 6.050. K40 Pro 6.8. S10 Plus 7 Mỹ 4.750 nha. S21 Plus 9.2 rồi. Samsung A53 5G 5.9 thôi. S20 FE
6.1 5826 GB. Samsung A73 5G 7.350. 12 mini em bán rồi nha. Mi 10, Mi 11 chứ, 7.8. LG V30 2.1. Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 10 Pro 4.350. Xiaomi Mi 11i 7.3, chip 888 rồi. Snapdragon 6S Pro 11.900. A5s 5G 5.150. A33 5G 4.750. Oppo Face 2 6.9 nha. Xiaomi Mi 11 Lite 5G 4.8. Vivo Y72 3.4. Mi 11T 128 GB 5.750. Xiaomi Mi 11 nha, 7.8. Ok, buổi livestream của đây hết rồi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của nha. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ mọi người. Bye bye.